Hi everyone, welcome back to my channel. Stats here go. Chuẩn quét hồ chữ. Okay. Wow. Hai chuyện xinh đôi. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Oh my god.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Granny chất thật sự. One day. Ở đây thì mình sẽ trốn cách bằng thoát bằng cách đó là mình sẽ trốn thoát bằng chiếc máy bay. Trong thời gian này thì có ba cái trốn. Cái thứ nhất đó là các bạn có thể trốn bằng cánh cửa chính. Cái thứ hai, các bạn có thể trốn bằng chiếc máy bay. Và cách thứ ba, các bạn có thể trốn bằng con thuyền. Rồi, mình sẽ xem ở đây xem có gì không. Let's go.
I see you. Let's go. Oh my god, chưa học được lái máy bay rồi. Mà đã lái là coi như là sẽ bị ngã ngay. Wow. Vâng. Chào đảo, rum. Bum. Ok. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Momo, let's go. Ô, anh chàng này định bắn mình. Sao anh ta bắn được gì đây? Rất nhiều Momo đây. Oh my god, wow, wow. Yêu đại luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái drum SCB-087.
Mày cũng nên kinh dị. Xuống sâu thì những tiếng động càng kinh dị. Kinh dị hơn. Khi các bạn xuống sâu thì sẽ có những tiếng động kinh dị, và không biết là xuống sâu nữa có gặp con gì không, không biết có gặp quái vật gì không đây. SCP là thể loại kinh dị và là thể loại gọi là run sợ. Các bạn sẽ có những tiếng động và các bạn sẽ nghe những tiếng động thì nó khiếp hơn là khi các bạn nhìn thật. Ví dụ các bạn nhìn thật ở đây khi xuất hiện một cái gì đó thì các bạn bình thường. Nhưng khi vào trong tựa game này thì các bạn chỉ cần đi và cảm nhận những tiếng động đó, các bạn sẽ bật to, zoom to lên. Khi đó thì các bạn sẽ nghe và khiếp. Và là đây cũng là một trong những tựa game rất là kinh dị, để các bạn có cảm nhận về sự sợ hãi trong tựa game này. Sẽ tiến sâu bên trong và tìm hiểu xem nó là như thế nào. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Infinite. Tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm thật nhanh những chiếc chìa khóa hay là cối pin. Vì nếu hết pin thì các bạn sẽ không tài nào có thể gọi là tìm kiếm được. Bởi vì trong ngôi nhà này khá là tối tăm. Wow. Chiếc pin. Phải tìm kiếm thật nhanh những món đồ. Nếu không pin hết đi thì các bạn sẽ không tài nào có thể vượt qua được. Oh my gosh.
Các bạn sẽ phải dùng pin dần dần. Ở đây thì mình phải đi tìm một thứ. Đó chính là các bạn sẽ phải tìm một mã số. Vẫn sai. Vậy thì các bạn sẽ phải đi vào đây và tìm kiếm mã số, sau đó thì mở cánh cửa đó ra. Trong đó thì chắc chắn sẽ có một chiếc rìu siêu búa, và các bạn sẽ dùng chiếc rìu siêu búa này để phá ra. Khi đó thì các bạn sẽ thoát khỏi tựa game này và hoàn thành tựa game này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7, Granny Chapter 3. Để trường vào đây. Oh my god, có cả bà ta đấy luôn. Đâm ra không thể nào chạy được. Ông ta thì mình đã chạy được rồi, nhưng còn bà ta thì sao? Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. The Hall. Đấy là một tựa game kinh dị. Có tiếng kêu của quái thú. Wow. Đây có thể là một con quái ngoài hành tinh. Đó là một chiếc đèn pin. Chìa khóa.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.